huấn luyện viên Southgate chỉ trích Kane, tới lúc loại bỏ cầu thủ thiếu nỗ lực. Sau trận chung kết Euro 2024, căng thẳng diễn ra khi huấn luyện viên Gareth Southgate có ý chỉ trích Harry Kane thiếu nỗ lực, chơi dưới sức tại Berlin. Thất bại 1-2 trước Tây Ban Nha, Gareth Southgate trở thành huấn luyện viên đầu tiên thua ở hai trận chung kết Euro mà bản thân tham dự 2020-2024. Ông chưa thể giúp Tam Sư giành danh hiệu đầu tiên kể từ World Cup 1966. Sau trận, Southgate không bình luận về tương lai tại đội tuyển Anh. Thay vào đó, ông chỉ trích đội trưởng Harry Kane bởi màn trình diễn không thuyết phục. Tôi nghĩ đã tới lúc loại bỏ những cầu thủ thiếu nỗ lực rồi. Kane có một giải đấu khá khó khăn, nhất là về mặt thể lực. Cậu ấy mau hết sức hơn và không đáp ứng yêu cầu của cả đội, huấn luyện viên Southgate nói. Kane không bào chữa, buồn bã chia sẻ, chẳng còn gì đau đớn hơn thất bại trong một trận chung kết. Chúng tôi rất nỗ lực để quay trở lại cuộc chơi bằng bàn gỡ hòa 1-1. Chúng tôi đã có thể sử dụng tinh thần làm bàn đạp, tiếp tục tấn công. Nhưng cả đội không giữ được bóng và chịu trừng phạt. Càng về những trận đánh cuối, ý chí và đôi chân càng không biết tuân lệnh. Tôi thực sự thất vọng. Suốt 60 phút có mặt trên sân, Kane chạm bóng 13 lần, chuyền hỏng một nửa số đường chuyền ngày 5 tháng 10. Anh mất bóng 6 lần, tỷ lệ không chiến thành công chỉ 33% ngày 2 tháng 6. Ngán ngẩm trước màn trình diễn của cậu học trò, huấn luyện viên Southgate đành đưa Ollie Watkins vào sân thay Kane. Đây không phải lần đầu tiên Kane chơi thất vọng tại Euro 2024. Anh là cầu thủ được chấm điểm thấp nhất trận tứ kết gặp Thụy Sĩ. Dẫu vậy, cần khẳng định Tây Ban Nha là đội tuyển vượt trội hơn so với những đối thủ Anh từng chạm mặt. Họ thắng cả 7 trận trước khi bước lên bục vinh quang, nâng cao chức vô địch thứ tư của đội tuyển tại các vòng chung kết Euro. Ở trận chung kết, dù Tam Sư đã gây khó dễ cho Tây Ban Nha tới những phút cuối cùng, song họ vẫn phải chịu khuất phục trước Mikel Oyarzabal. Trong những trận đấu kiểu thế này, ranh giới giữa thắng và thua trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Nhưng tôi nghĩ Tây Ban Nha là đội chơi hay nhất giải, họ xứng đáng vô địch. Chúng tôi đã nỗ lực tới phút cuối cùng. Tôi chỉ hơi tiếc là đội cầm bóng ít quá, nên thành ra khó triển khai cơ hội, ông Southgate nói. Họ chơi pressing quá tốt và chúng tôi buộc phải chơi bóng nhanh hơn, cố thoát khỏi thế tiến thoái lưỡng nan. Các cầu thủ biết họ cần làm gì, nhưng Tây Ban Nha đơn giản quá vượt trội. Cuối trận, chúng tôi không thể thoát pressing, đành nhường lại thế trận cho họ. Tôi vẫn tin bàn quân bình tỷ số của Cole Palmer là bàn thắng xứng đáng, dựa trên những gì đội đã thể hiện. Bị chỉ trích, song Harry Kane vẫn bày tỏ mong muốn được tiếp tục gắn bó với huấn luyện viên Southgate. Chúng tôi rất yêu quý huấn luyện viên. Ở lại hay không, đó là quyết định của ông ấy. Giờ không phải lúc để đem chúng ra bàn luận. Rồi ông ấy sẽ lên tiếng thôi. Thời điểm hiện tại, người Anh vẫn đang trong giai đoạn đau khổ, Harry Kane nói. Hợp đồng hiện tại của Southgate với Liên đoàn bóng đá Anh sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Tuy nhiên, tờ Times tiết lộ thuyền trưởng 53 tuổi sẽ giữ chiếc ghế nóng bất kể thành tích của tuyển Anh tại Đức.